touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. Driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? Shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Something keeps waking me up. No, nothing left to give. When we break apart, the darkness. Yeah.
đang lênh đênh ở giữa con sông quê tôi, tiếp tục lại một ý tưởng ở trên nước đấy. Nhưng hôm nay là tôi lấy xe của bố tôi và tôi chế thành một cái thuyền đấy, xe đi trên nước, không phải là thuyền mà là xe đi trên nước đấy, rất là chất. Ok đấy, các bạn nhìn này, thấy chưa? Thấy chưa? Tôi đang lênh đênh đây. Đấy, phao này. Xe nổi đây, đi từ nãy giờ là hơn tiếng hồ, rất là mát, ngồi đây rất là phê. Đấy, các bạn xem này. Thấy chưa? Rộng chưa? Đấy, máy thế nào đi nào. Như thế nào? Tự nhiên là bị tắt máy này. À đấy, vấn đề rồi. Đi này. Kết thúc cái clip mà đi xe trên nước thì là tôi đã mất khoảng tầm một ngày để chế tạo xe này, không kịp giới thiệu luôn thì là chiến và vổ luôn, thì bây giờ giới thiệu được đấy, mất khoảng nguyên một ngày để chế tạo cái dàn xe này và nó rất là công phu cũng như là tốn kém luôn. Và bây giờ có lẽ là tôi sẽ phải về nhà để kiếm tiền online trên Binomo để bù lại số tiền mà tôi đã phải bỏ ra để chi trả cho cái ý tưởng này. Thật sự là rất là tốn kém luôn, vài củ đấy các bạn, không phải đùa đâu. Ok, bây giờ thì tôi đã về đến nhà để bắt đầu kiếm tiền online trên Binomo. Nhưng mà nào muốn kiếm tiền online trên Binomo, các bạn hãy kéo xuống dưới phần mô tả, tôi đã gắn link tải dưới phần mô tả rồi. Các bạn hãy kéo xuống đó để kiếm tiền online trên Binomo cùng với lại NTN. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu kiếm tiền online trên Binomo để bù lại cái số tiền mà tôi đã bỏ ra để chế tạo con xe máy đi dưới nước. Đấy, rất là tốn kém luôn. Rồi, tôi đang ở trong giao diện chính của Binomo. Các bạn có thể thấy là biểu đồ nó đang tăng rất là mạnh rồi. Đó. Thì là bây giờ tôi sẽ đặt cược theo chiều hướng giảm. Đấy. Tôi đã đặt cược 200 đô theo chiều hướng giảm. Bởi vì các bạn thấy là biểu đồ nó tăng lên nhiều rồi thì là sẽ đặt giảm. Tôi nghĩ là nó có thể giảm xuống được. Bởi vì là với kinh nghiệm mà kiếm tiền online trên Binomo thôi thì là tôi nghĩ là cái lựa chọn mình là đúng. Có thể một vài lần thất bại nhưng mà chắc chắn là lần này sẽ thành công. Ok. Rồi. Như tôi đã nói thì là biểu đồ đang đi xuống rồi. Nó đi xuống rất là dễ chịu, không phải là kinh khủng.
nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể kiếm được tiền, chắc chắn là như vậy rồi. Ok, tôi đã kiếm được 360 đô đấy, chỉ vài phút thôi thì tôi đã kiếm được 360 đô, có lẽ là đủ với lại cái số tiền mà tôi đã bỏ ra để chế tạo con xe máy đi trên nước. Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh tôi nhé. Và các bạn đừng quên là hãy kéo xuống dưới phần mô tả để tải Binomo về kiếm tiền cùng với lại NTN. Ok. Why did darkness come?